Trong không khí hân hoan của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc uh, huyện Lang Chánh đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chiều ngày 21 tháng 1 năm 2021, Ban Tuyên giáo huyện ủy Lang Chánh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tới dự và chỉ đạo có đồng chí lữ đức trung phó bí thư thường trực huyện ủy đồng chí phạm thị oanh ủy viên ban thường vụ huyện ủy trưởng ban tuyên giáo huyện ủy giám đốc trung tâm chính trị huyện chủ trì hội nghị dự hội nghị còn có đồng chí phạm văn tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện năm 2020, hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở ở Lang Chánh đã thực hiện đồng bộ, kịp thời nhiệm vụ công tác tuyên giáo, tham mưu giúp cấp ủy quán triệt tuyên truyền các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị Ban Bí Thư tham gia chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công đại hội Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ 23, tổng hợp các ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020 nhân rộng mô hình học tập làm theo gương Bác tham mưu tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương đảm bảo tiết kiệm, trang trọng, thiết thực, có sự lan tỏa tích cực, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội về những vấn đề sự kiện diễn ra trên địa bàn được nhân dân quan tâm. Công tác khoa giáo, lý luận chính trị, biên soạn lịch sử địa phương đạt kết quả toàn diện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được theo dõi phóng sự về những nét nổi bật trong công tác tuyên giáo năm 2020, đồng thời tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc đối với công tác tuyên giáo trên địa bàn, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Năm 2021 bám sát mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, xuất phát từ thực tiễn công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện, phương hướng chung của hoạt động công tác tuyên giáo trong năm 2021 là Ban Tuyên giáo huyện ủy xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân để trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển, nâng cao chất lượng hiệu quả tất cả các mặt công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2021. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng đã có ý kiến thông tin tới hội nghị về những kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh mà huyện đã đạt được trong năm qua. Đồng thời mong muốn ngành tuyên giáo từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của mình quan tâm hơn đến công tác phối hợp giữa ủy ban nhân dân huyện và ban tuyên giáo nhằm đưa ra chương trình kế hoạch cụ thể để tuyên truyền và thực hiện hiệu quả đề án nâng cao nhận thức giảm nghèo để người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác nâng cao thu nhập thoát nghèo một cách bền vững. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy cũng đã biểu dương những kết quả công tác tuyên giáo của huyện Lang Chánh đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời đề nghị năm 2021, cơ quan tuyên giáo các cấp trong huyện chủ động khắc phục những tồn tại hạn chế, tham mưu giúp cấp ủy quán triệt triển khai hiệu quả, kịp thời các chỉ thị nghị quyết sát với thực tế của địa phương trước mắt là tuyên truyền về đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị, tuyên truyền về bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân, đại biểu quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, tham mưu hướng dẫn triển khai tổ chức tốt chuyên đề năm 2021 thực hiện chỉ thị số 05 và đánh giá 5 năm thực hiện chỉ thị chú trọng làm tốt công tác nắm dự báo tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên nhân dân sớm phát hiện những vấn đề phức tạp nảy sinh và tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời từ cơ sở tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo báo cáo viên cộng tác viên dư luận xã hội Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Phạm Thị Oanh, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng Ban Tuyên giáo, giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đề nghị các địa phương đơn vị cần bám nắm năm nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm nhiệm vụ cụ thể đã đề ra trong năm 2021, đặc biệt là các nội dung chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy tại hội nghị để triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và của huyện.